Ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ câu số 8. Rồi, vậy thì tuần này và theo mình là một tuần khá là thú vị, tại vì chúng ta không những có những tin về mặt pháp lý không, mà tình hình on-chain của chúng ta bây giờ nó cũng đã khá là cải thiện rồi. Nó không có phải là quá nhàm chán giống như là khoảng từ 2 đến 3 tuần trước đây nữa. Và nội dung của ngày hôm nay thì mình cho rằng nó cũng khá là nhiều, nên là mình rất mong anh em là có thể cùng mình đồng hành trong hết cái video này, tại vì chúng ta có khá là nhiều cái từ khóa ở trong cái thời điểm hiện tại của thị trường đó. Rồi ha, thì đầu tiên là mình cũng xin gửi lời chúc mừng đến cho anh em, tại vì là Bitcoin của chúng ta đã thể hiện một cái tín hiệu hồi phục rất là mạnh ở trong tuần này, và ngày hôm qua thì dường như là mình nhớ không nhầm là đã lên tầm hơn 44.000 đô rồi, thì đây là một cái tín hiệu khá là tốt đối với trong một tháng trở lại đây thôi anh em, khi mà chúng ta đã không được nhìn thấy cái vùng giá đó cũng đã một tháng rồi đó, mà nó cứ liên tục nó trì trệ tầm khoảng là 38-39.000 đô đó ha. Vậy thì cái nguyên nhân nào để mà cho có thể mà giúp giá Bitcoin có thể tăng trưởng như vậy? Thì cái điều đầu tiên đó, thì vào tối ngày hôm qua anh em cũng biết rồi, tối ngày hôm qua thì chúng ta đã có một cái tin khá là giật gân, đó là chính là chủ tịch của Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Nga đó, mà mình sẽ gọi tắt là của Hạ viện Nga đó, thì ông phát biểu một cái câu rằng là trước cái bối cảnh xung đột giữa Nga với Ukraine và những cái lệnh cấm từ phương Tây đó, thì Nga sẽ sẵn sàng chấp nhận để mà có thể thanh toán Bitcoin đối với cái gì, thì đó là chính là đối với những cái vấn đề về cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga, đó chính là về vấn đề năng lượng đó anh em, tức là về dầu mỏ, dầu khí, khí đốt rồi đó, là Nga sẽ sẵn sàng chấp nhận thanh toán những cái đó bằng Bitcoin. Thì dĩ nhiên là đây là một cái thông tin mà mình cho rằng nó cũng khá là giật gân và khá là bất ngờ. Và cái điều này nó đã khiến cho Bitcoin phản ứng ngay lập tức tích cực luôn, và nó cũng tăng trưởng nhẹ trong hôm nay rồi, trên mức 44.000 đô rồi. Và cái điều này nó mở ra thêm một cái bằng chứng là gì? Rằng là Nga liệu có đang sẵn sàng chấp nhận crypto để mà có thể lách những cái lệnh cấm vận phương Tây không? Ha. Thì đây cũng là một cái tình trạng mà đến thời điểm hiện tại đó anh em, thì nó vẫn là một cái tình trạng khá là nan giải đối với giới chính quyền toàn cầu. Tại vì sao? Tại vì một nửa bên họ cho rằng là Nga sẽ dùng crypto để mà có thể lách những cái lệnh cấm vận này, nhưng mà một bên còn lại thì cho rằng là cái thị trường của chúng ta quá là nhỏ bé, nên là Nga sẽ không thể nào mà có đủ thanh khoản, cũng giống như là đây là một cái thị trường mà Nga sẽ chẳng quan tâm đến, nên là họ sẽ không có một cái khả năng nào để mà có thể tận dụng cái thị trường này để mà có thể là trốn tránh những cái đòn trừng phạt kinh tế của phương Tây cả đó. Nhưng mà qua cái thông báo ngày hôm qua của chủ tịch Ủy ban Năng lượng của Hạ viện Nga đó, thì chúng ta cũng đã phần nào chúng ta hé lộ được là cái câu trả lời nó đang nghiêng về phía nào rồi, đúng không? Rồi tiếp theo nữa, chúng ta tiến đến Honduras đi. Thì một cái quốc gia Mỹ Latin này đó, thì đây cũng là một cái tin khá là hay mà mình cũng muốn chia sẻ cho anh em, là tại vì sao? Tại vì Honduras á, thì đã có những cái tin đồn trước đây là Honduras sẽ trở thành một phiên bản của El Salvador thứ hai, tức là chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ đó anh em. Nhưng mà trong tuần này luôn thì chính quyền Honduras mấy ông nói là làm gì có cái đó, mấy ông đồn bạ không, còn chính phủ của chúng tôi thì hiện tại chưa có một cái kế hoạch nào như thế này. Thì đây cũng là một cái tin chính thức để mà bác bỏ những cái hy vọng của các nhà đầu tư rằng là ok, Honduras sẽ trở thành phiên bản El Salvador thứ hai. Và chúng ta nhắc đến El Salvador thì chúng ta hãy nhắc đến ai đi? Chúng ta hãy nhắc đến một cái sự kiện mà mình cho rằng là cũng khá là hay trong tuần này, đó chính là tổng thống của El Salvador đó đã trực tiếp gặp CEO của Binance anh em, đã trực tiếp gặp CEO của Binance để mà có thể bàn luận về những vấn đề là thúc đẩy cái sự áp dụng cái làn sóng tiếp nhận tại El Salvador đối với Bitcoin như thế nào. Thì anh em biết là vốn dĩ á, tổng thống El Salvador ông có là một người tiên phong như thế nào, thì ông vẫn chỉ là một người làm về chính trị mà thôi anh em, chứ mình đừng có quá đề cao rằng là tổng thống El Salvador là một người am hiểu về Bitcoin hay là am hiểu về cái cuộc chơi tài chính này. Đó là cái điều không phải ha, mình cần phải phân biệt rõ ràng ra, tại vì mình hay thấy nhiều anh em thần thánh hóa quá tổng thống El Salvador, nhưng mà thật ra nếu mà nó nói một cách thẳng thắn thì ông cũng chỉ là những cái trader long short như anh em mà thôi, hoặc là những cái nhà đầu tư spot như anh em mình thôi, đúng không? Đó thì trong tuần này thì chính tổng thống El Salvador cũng phải gặp CEO Binance, một cái người mà mình cho rằng là đã quá là kỳ cựu trong cái thị trường này rồi. Nếu mình không muốn nói là một cái từ cái này mình không phải là châm biếm nha, nhưng mà mình gọi vui thôi, đó chính là một cái từ quá dại dơ trong cái thị trường này rồi, thường xuyên giết anh em, thường xuyên để anh em có thể ra đảo xa bờ gì đó. Thì chúng ta nhắc đến ai? Chúng ta phải nhắc đến CZ ha. Rồi chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Thì trong tuần này thì CEO Binance cũng đã gặp tổng thống El Salvador để mà có thể bàn luận về những cái vấn đề là tiếp nhận Bitcoin ra sao vân vân, và mây về những vấn đề về tiền mã hóa. Nhưng mà trong cái cuộc gặp này đó thì mình cho rằng là dường như là tổng thống El Salvador thì ông cũng đã tiết lộ rồi là ngoài những cái vấn đề đó thì ông gặp CEO Binance để mà cũng có thể bàn về cái việc mà chiến dịch về cái trái phiếu núi lửa nên em, mà mình hay gọi là đó chính là một cái trái phiếu Bitcoin đó. Thì anh em biết cái trái phiếu Bitcoin nó giống như là một cái hình thức huy động vốn của tổng thống El Salvador, mà ông lên kế hoạch để mà ông có thể thực hiện cái tham vọng là xây dựng một cái thành phố Bitcoin để cho đất nước El Salvador anh em.
Tức là sao? Tức là bây giờ ông làm gì có tiền để mà ông xây đâu, thì ông phải để ông phải để ông phát hành trái phiếu thôi, và trái phiếu đó ông gắn một cái tên luôn, đó chính là trái phiếu Bitcoin. Và cái hình thức trái phiếu này là ông sẽ huy động 1 tỷ USD nha anh em, 1 tỷ USD. Và theo theo như cái kế hoạch ban đầu đó thì đáng lẽ ra là trong trong tuần này và tuần trước nè, tức là trong có khoảng là tuần 2 tuần 3 của tháng 3 năm 2022 đó, thì cái trái phiếu Bitcoin này nó sẽ được phát hành. Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó bị trì hoãn rồi. Và bên phía chính quyền El Salvador đó thì cũng khẳng định là cái việc trì hoãn này là sao, tức là ôi tức là một cái lý do mà mình cho rằng nó cũng khá là buồn cười, đó chính là ông nói rằng là tại vì cái thời điểm thị trường hiện tại này Bitcoin quá là biến động, thị trường nó tức là những cái điều kiện thị trường nó xấu đó anh em, nên là có thể là sẽ không có tung ra vào thời điểm này. Và ông hứa hẹn lại với các nhà đầu tư rằng là sẽ tung ra vào thời điểm quý 2 năm 2022, hoặc là chậm nhất là đến tháng 9 năm 2022, với một cái lập luận rằng là nếu mà phát hành sau tháng 9 anh em, thì tại vì vào cái thời điểm sau tháng 9 thì nó cũng gần dường như là gần Tết Tây đúng không, thì nếu mà phát hành sau tháng 9 thì nó cũng khó để mà huy động vốn từ các nhà đầu tư cũng như các công ty lớn nữa. Nên là tóm lại vấn đề thì bây giờ kế hoạch phát hành trái phiếu Bitcoin trị giá 1 tỷ USD nó sẽ bị dời lại vào khoảng quý 2 năm 2022, mà chậm nhất là vào tháng 9 anh em, với một cái lý do là tại bây giờ thị trường biến động quá, thị trường xấu quá. Mà nói một cách thẳng thắn ra, nói một cách cho anh em dễ hiểu mà mình nghĩ là nó hơi bột trực một tí, đó chính là ok, tại giờ thị trường xấu quá, sợ phát hành ra nó bị đâm, chẳng ai quan tâm nữa thì toàn luôn đó. Nói chung là như vậy anh em, đó nói chung là cái ý của ông là như vậy đó ha. Và dường như là những cái động thái của tổng thống El Salvador đối với cái trái phiếu Bitcoin này dường như nó khá là FOMO anh em. Thì ở đây mình có đưa tin cho anh em nè, tức là trong ngay cả trong cái cuộc gặp với CZ đó, thì ông còn nói là ông gặp CZ đâu có phải bàn về trái phiếu đâu, nhưng mà nếu mà CZ muốn mua thì ok, ông bán cho một chút. Thì mình cho rằng là ông cũng là một người khá là vui tính, và thậm chí ông còn đưa ra, ông còn đăng tải trên những cái trang cá nhân của mình là ok, trái phiếu Bitcoin là một cái gì đó có thể thay đổi thế giới, và nếu các bạn mua trái phiếu Bitcoin thì các bạn sẽ thực sự phi tập trung ở đây tức là gì, thì các bạn sẽ thoát khỏi cái ách nô lệ của giới chính trị, của những cái vị cảnh sát, của những cái nhà chính quyền toàn cầu đó ha, tức là đem đến một sự tự do cho các nhà đầu tư thông qua cái trái phiếu Bitcoin đó. Thì mình cho rằng đây cũng là một hình thức FOMO khá khéo của tổng thống El Salvador khi mà ông thực hiện một cái chiến dịch nó lớn như thế này, nó tới 1 tỷ đô là anh em, 1 tỷ đô để xây một cái thành phố Bitcoin mà trong đó sẽ là toàn bộ cơ sở hạ tầng có thể thúc đẩy cái làn sóng Bitcoin tại El Salvador, trong đó có giáo dục, trong đó có khai thác Bitcoin, có đủ thứ trong cái thành phố đấy anh em. Tức là thành phố mà mình có thể nói là 7 trong 1, 10 trong 1 về Bitcoin vậy đó ha. Rồi, và một cái thông tin khác mà mình cho rằng nó cũng khá là big, nó cũng khá là lớn ở trong tuần này, đó chính là Goldman Sachs. Thì Goldman Sachs thì anh em cũng biết là đây là một cái ngân hàng dường như là lớn nhất tại Hoa Kỳ và là một đế chế tài chính toàn cầu thật sự anh em, thì đã trở thành một cái ngân hàng đầu tiên nha, ngân hàng đầu tiên của Mỹ mà thực hiện giao dịch OTC tiền mã hóa. Thì anh em biết giao dịch OTC là gì? Giao dịch OTC thì mình nói một cách ngắn gọn để cho anh em nắm rõ, đó chính là giao dịch thuận mua vừa bán, tức là mình muốn bán cho anh em cái đồng này giá này mà anh em đồng ý thì ok, chúng ta mua bán luôn, chứ chúng ta không có thông qua sàn, chúng ta không có thông qua gì hết, tức là chúng ta thông qua thỏa thuận đó anh em. Đó, mà thỏa thuận ở đây là ai? Chính là Goldman Sachs đã thỏa thuận với cái quỹ Galaxy Digital để mà có thể mua Bitcoin hay nè, mua Bitcoin ha. Thì đây quả là một cái tin mà chấn động ở trong tuần này, khi mà một cái cả khổng lồ truyền thống của Hoa Kỳ lần đầu tiên thực hiện giao dịch OTC tiền mã hóa anh em. Rồi, mình nghĩ rằng đây còn là cũng khá là nhiều những cái tin mà tiếp nhận và pháp lý vào trong tuần này rồi, cũng khá là đầy đủ rồi, nên mình sẽ chuyển sang một cái vấn đề on chain anh em. Thì anh em biết là khi mà Bitcoin nó bay lên như vậy nè, thì trong tuần qua chúng ta có gì? Thì anh em biết ở đây là 61.000 Bitcoin đã được rút ra khỏi sàn nha anh em, đã được rút ra khỏi sàn trong 2 tuần qua. Tức là trong 2 tuần qua đó thì anh em thấy một cái cây nó giống dài như vậy, tức là nó đang đi ngang như này, tháng 1, tháng 2 nè. Đó, thì tự nhiên đến trong 2 tuần qua, tức là hôm nay là ngày 25 đúng không? Thì nó cỡ khoảng là ngày 11, 12 gì đó. Đó, ngày 11, 12 tính đến hiện tại là trong 2 tuần qua đó. Thì chúng ta đã có một cái số lượng Bitcoin rất là lớn được rút ra khỏi sàn nè anh em. Tức là sao? Tức là khi mà giá Bitcoin nó đang dao động ở tầm khoảng 39-40 nghìn đó, thì nó được rút cực kỳ mạnh mẽ ở đây. Thì thường cái vấn đề rút này thì mình nghĩ là anh em cũng đã khá là thấu hiểu về cái vấn đề này rồi. Tại vì là khi Bitcoin nó rút ra khỏi sàn mạnh như vậy, thì chứng tỏ là cái nguồn cung của Bitcoin ở trên các sàn giao dịch nó sẽ không còn nhiều nữa, và từ đó nó sẽ tạo ra một cái động cơ để mà có thể thúc đẩy giá Bitcoin tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, đúng không? Rồi, và 61.000 Bitcoin này thật sự đó là một cái con số không nhỏ nha. Nếu mà chúng ta quy ra USD đó thì nó tầm khoảng là trên 2 tỷ rưỡi đó anh em. Đó, thì đây là một cái tín hiệu tích lũy cực kỳ rõ ràng mà chúng ta nhìn vào chúng ta cũng biết rồi. Đó ha. Và tiếp theo
thì chúng ta có gì tiếp theo á, thì chúng ta có là chỉ riêng trong ngày 22 tháng 2 thôi anh em, là tức tầm khoảng từ 2-3 ngày trước đó, thì chúng ta đã có 15.000 bit đó, 15.000 bit rời khỏi sàn chỉ trong 24 giờ ngày 22 tháng 2 thôi. Thì ở đây mình dùng dữ liệu của Into the Block thì để cho anh em biết được rằng á, là cái giá 42.000 đô thế này mà chỉ trong 24 giờ ngày 22 tháng 2 thì chúng ta đã có 15.000 bit rời khỏi sàn rồi. Thì 15.000 bit nếu mà anh em bây giờ anh em nhân với tầm cỡ khoảng 42.000 thì nó ra bao nhiêu tiền đúng không? Đó. Thì nó là một số tiền rất là lớn, hình như là nó chưa 1 tỷ đúng không ta? Để mình nhân thử xem, để mình nhân thử cho anh em ha. À, 15.000. Ồ, nó tầm 630 triệu anh em, một cái số tiền rất là lớn đó. Rồi, thì cái tín hiệu như vậy thì chúng ta thấy được rằng là với cái giá hiện tại nó nói lên cái điều gì với chúng ta. Nó nói lên rằng là với cái giá hiện tại ở cái mức giá như là 42.000, 41.000 như vậy thì đã có một cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn rồi, chứng tỏ là cái mức niềm tin của nhà đầu tư, họ cho rằng là Bit không thể nào sụp thêm được nữa và đây đã là mức đáy của BTC rồi. Đó, và để một cái dự kiện khác để mà có chứng minh được là đây là đáy của BTC chưa, thì anh em thấy đó, trong tuần này chúng ta có một cái sự kiện gì nữa, thì trong tuần này chúng ta có một cái sự kiện, đó chính là Vetera đó anh em. Đó, Vetera Luna đó, thì ông founder của cái Terra Luna đó, ông Do Won đó, thì ông nói rằng là cái giao thức Terra này đó, thực sự là họ đang muốn chi thêm khoảng 3 tỷ đô nữa để mà có thể mua Bitcoin về làm cái nguồn dự trữ cho cái giao thức của họ. Đó, cho cái stablecoin USDT của họ đó, để biến cái đồng stablecoin USDT của họ thành cái đồng stablecoin Lite, tức là có một cái nguồn dự trữ rất là đảm bảo bằng Bitcoin và đô la. Ha anh em. Và cái con số 3 tỷ đô này đó, nó chỉ là một cái con số khởi đầu thôi anh em. Và CEO của Terra đó, ông còn nói cái tham vọng của ông là muốn làm sao đó thì làm, nhưng mà muốn là sau này cái con số 3 tỷ đô đó nó sẽ biến thành con số 10 tỷ đô Bitcoin cơ. Tức là ông làm sao đó để mà ông có thể có 10 tỷ đô Bitcoin. Cái mục tiêu của ông á, 10 tỷ đô Bitcoin, để mà ông mua Bitcoin, ông lấy 10 tỷ đô đó, ông mua Bitcoin, ông đem một đống Bitcoin đó về để mà ông làm một cái nguồn dự trữ cho cái stablecoin USDT này. Đó, thì đến thời điểm hiện tại, tại sao đến bây giờ thì Do Won mới lại tiết lộ một cái tham vọng rất là khủng khiếp như vậy đối với cái giao thức Terra này dựa trên Bitcoin như thế này, thì anh em biết là dường như đây cũng là một cái dấu hiệu khác để mà cho chúng ta biết được rằng là với cái giá Bitcoin hiện tại, nó có những cái nguồn thông tin ra như vậy thì chứng tỏ là đây đã là mức đáy hay chưa ha. Thì ở đây mình không có dám khẳng định rằng là cái giá Bitcoin bây giờ là đáy ha, mình chỉ đang đưa thông tin cho anh em để mà anh em có thể lọc thông tin ra để mà biết được rằng là với cái giá Bitcoin hiện tại thì các nhà đầu tư lớn, những cái cá mập cá voi, những cái ông lớn trên thế giới, ông đang hành động như thế nào, và cái on-chain của chúng ta đang trả về như thế nào mà thôi, đúng không? Rồi, và với cái lượng Bitcoin mà nó được đẩy ra khỏi sàn nhiều như vậy, thì chúng ta cũng đã chứng kiến một cái sự đi xuống của USDT. Đây, ở đây nó là một cái dữ liệu khá là dài ha, thì mình sẽ ấy cho anh em khúc này ha. Rồi, USDT, thì anh em thấy ở đây mình dùng cái biểu đồ là Daily Active Address, tức là những cái mà địa chỉ USDT hoạt động hàng ngày ha anh em. Thì anh em thấy đó, bắt đầu từ tháng 3 đúng không? Bắt đầu từ tháng 3 bắt đầu nó sụp xuống nè. Nó sụp xuống và sau đó nó lại cao, nó lại dội cao lên. Đúng vào cái thời điểm mà mình nói với anh em á, tầm 2 tuần trước, tầm khoảng từ ngày 14 tháng 3 đó. Đó, thì USDT nó cao như vậy, nhưng mà ngay sau khi mà cái số lượng Bitcoin 61.000 Bitcoin nè, nó bắt đầu nó được rút ra khỏi sàn rồi, thì anh em thấy cái số lượng USD nó lại bắt đầu nó sụt dần không? Nó sụt dần, nó đẩy lên, và đến thời điểm hiện tại bây giờ nó sụt về đây. Tức là sao? Tức là những cái ví hoạt động USDT, họ đã cầm cái USDT của họ để mà họ muốn bit hoặc là họ muốn altcoin rồi. Vì vậy nên những cái địa chỉ ví cầm USDT mà hoạt động hàng ngày á, nó mới sụt giảm như vậy. Và khi mà cái việc mà hoạt động USDT hàng ngày nó sụt giảm như vậy, cộng với cái thị phần, nó sẽ kéo theo cái thị phần của USDT đi xuống. Mà anh em biết á, khi mà cái vấn đề mà liên quan đến USDT mà đi xuống á, thì chứng tỏ rằng là USDT đang dần mất thị phần cho thị trường, và cái số USDT đó đã được dùng để mua altcoin hoặc là mua Bitcoin rồi. Và dĩ nhiên là cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến phản ứng giá của Bitcoin, cũng giống như là toàn bộ thị trường altcoin của chúng ta nói chung ha. Và đây cũng là một cái tín hiệu tốt khác về mặt on-chain mình cũng muốn chia sẻ cho anh em. Và cùng với đó, chúng ta đã thấy được là cái lượng dự trữ nguồn Bitcoin đó, khi mà được rút mạnh mẽ như vậy đó, có khoảng hơn 2 tỷ rưỡi trong vòng 2 tuần trở lại đây đó, thì nó cũng đã kéo theo cái
nguồn dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch chạm đáy trong vòng 3 năm nha anh em. Anh em thấy đó, đây, từ năm 2019 nè, nó cứ sụt giảm như vậy và đến đây là nó đã là đáy rồi, đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 nó đã tạo thành một cái đáy rồi, đúng không? Và cho đến ngày hôm nay nó lại tạo thành cái đáy tiếp, cái đáy thấp nhất trong vòng 3 năm. Mà anh em biết á, một khi mà nguồn dự trữ của Bitcoin á, nó đã chạm đáy trong vòng 3 năm trên sàn giao dịch rồi, đúng không? Tức là nó không còn nhiều nữa. Mà khi mà không còn nhiều nữa mà nó lại xuất hiện những cái tình trạng như thế này. Đây, nó lại xuất hiện những cái tình trạng mà liên tục bị đẩy ra khỏi sàn như thế này, thì chứng tỏ là các nhà đầu tư bây giờ họ đang cực kỳ rất là mong muốn sở hữu một tí Bitcoin nào đó cho mình. Giống như kiểu anh em đi ra chợ, anh em thấy là cái hàng rau muống đó, cái hàng cá đó nó không còn nhiều mặt hàng nữa, nó chỉ còn từ tầm khoảng 4-5 con thôi, đúng không? Đó, thì 4-5 con đó có thể là 4-5 con đó là có thể là bị những cái người khác họ mua trước những cái hàng ngon, hàng tươi hết rồi. Đó, thì tự nhiên còn 4-5 con đó anh em không mua, anh em quay đi quay lại thì anh em thấy nó còn duy nhất một con thôi. Đó, thì chứng tỏ rằng là sao? Chứng tỏ là cái nguồn cung bây giờ nó đã hiếm rồi. Nó hiếm rồi mà bây giờ là người ta càng muốn rút nó ra thêm nữa. Thì sẽ đến một ngày nào đó anh em sẽ thấy được là các nhà đầu tư sẽ chỉ tranh mua Bitcoin mà không hề có hàng. Ở đây mình đang nhắc đến cái tình trạng là bị khan hiếm hàng á anh em. Đó, mà chúng ta vừa kết hợp với một cái dữ liệu khác nữa mà mình cũng đã từng đưa tin cho anh em trong tầm khoảng 2 tháng trước đây, đó chính là hiện tại đó là đã đến hơn 90% Bitcoin được khai thác ra thị trường rồi. Tức là cái số lượng Bitcoin đang có trên thị trường hiện tại đó là dường như là 90% tổng nguồn cung của Bitcoin, tổng nguồn cung của 21 triệu Bitcoin là được khai thác hết 90% rồi. Thì cái điều này anh em thấy là cái dự biến giá hiện tại bây giờ thì chắc chắn là đây là những cái dự kiện mà chúng ta có thể tin tưởng được rằng là Bitcoin của chúng ta sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn nữa trong khoảng tháng 4, tháng 5, hoặc thậm chí là có thể là thoát khỏi một cái chu kỳ mà mình hay thường gọi là một cái chu kỳ 4 năm chúng ta mới uptrend một lần đó. Thì đây là những cái dữ liệu on chain hiện tại đang ủng hộ cho cái xu hướng này, và mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà mình quan sát lại những cái dữ liệu này, mình cảm thấy nó trả về cho mình như thế này ha. Rồi, thì đối với Bitcoin như vậy thì chúng ta cũng tiếp đến một cái người anh em của Bitcoin, đó chính là về Ethereum. Thì anh em thấy trong vòng tuần qua thì Ethereum nó cũng có một cái diễn biến tương tự như Bitcoin luôn. Đây, nó cũng đã chạm một cái mức đáy reserve ở trên các sàn giao dịch là trong vòng 3 năm rồi, tức là cái nguồn cung dự trữ của ETH đó, đối với trên các sàn giao dịch nó cũng tương tự như Bitcoin anh em, tức là nó cũng chạm đáy 3 năm rồi ha. Và cái điều mà đặc biệt hơn nữa ở đây á, anh em có thể thấy được rằng á, là cái việc á, mà ETH á, họ cũng mới vừa triển khai một cái bản testnet, cái bản testnet gần như là được xem được cuối cùng để mà có thể khi mà họ tiến lên Proof of Stake đó, cái cơ chế Proof of Stake mà trước đây anh em hay thường gọi đó chính là Ethereum 2.0 á. Đó, mà bây giờ cái Ethereum 2.0 đó nó đã được đổi thành gọi là lớp đồng thuận và lớp thực thi rồi. Đó chính là ETH1, ETH2 được đổi thành lớp đồng thuận và lớp thực thi. Thì cái thuật ngữ này thì nó cũng mới đổi thôi và mình chắc rằng là anh em cũng khó là tiếp nhận, nên mình xin anh em để cho mình gọi là chính là về ETH2 đi ha. Đó, thì với cái bản testnet vừa mới ra mắt cuối cùng này đó là để thử nghiệm cái quá trình hợp nhất giữa hai cái bản này lại. Đó, thì nó cũng đã khá là thành công rồi. Nên vì thế nó đã gây ra một cái hiệu ứng FOMO rất là lớn đối với các nhà đầu tư khi mà họ liên tục rút ETH ra. Và anh em biết không, và cái số ETH đó họ rút để họ làm cái gì? Đó, thì họ chuyển vào Lido anh em. Họ chuyển vào Lido rất là nhiều. Và cái Lido là gì? Cái Lido này chính là một cái nền tảng dùng để stacking ETH 2.0 đó ở trên cái hợp đồng thông minh ETH2. Tại vì cái hợp đồng thông minh ETH2 đơn thuần á, nó phải yêu cầu anh em là phải stack 32 ETH vào thì mới trở thành một cái nhà xác thực nốt được. Đó, nhưng mà 32 ETH thì nó một cái số tiền khá là đắt đó anh em. Nên vì thế là cái giao thức Lido này nó mới được ra đời để mà nó hỗ trợ anh em là anh em muốn stack nhiều ETH, anh em không có cần phải là stack 32 ETH nữa. Thì đó là chính là những cái lý do mà khiến cho Ethereum bây giờ đang cực kỳ bullish nha anh em. Đó, nó cũng giống như Bitcoin vậy. Thì để mình xem giá Ethereum đi, bây giờ đã lên khoảng là 3.100 rồi. Đó, trong khi chỉ 1-2 tuần trước thôi chúng ta còn thấy ở khoảng là 2.500-2.600 đó ha. Rồi, và một cái từ khóa khác mà mình muốn chia sẻ cho anh em trong tuần này, đó chính là gì? Đó chính là Web3. Anh em ghi nhớ cái này giúp mình nha, Web3 nha anh em. Thì tại sao lại như vậy? Thì mình sẽ xin trình bày một cái câu chuyện như sau. Là anh em có thấy là vào quý 4 năm 2021 đó, cho đến hiện tại chúng ta hãy chia ra làm hai phase đi, chúng ta hãy làm chia là hai giai đoạn đi. Thì anh em nhớ không, lúc đó thì dường như là mọi người cực kỳ nhắc về cái từ khóa Web3 này cực kỳ nhiều luôn, và nhiều người hay dự đoán là trend Web3 sẽ tới, đúng không? Và mình cũng có nhắc anh em ngay tại thời điểm đó luôn là mình hy vọng rằng là trong năm nay sẽ là trend của Web3 và DAO đó.
Thì anh em thấy là, nhưng mà sau khi mà đến khi mà cái thị trường bị gián đoạn vào cuối tháng 12 đó, thì như là web 3 như nó dần dần nó bị tụt hậu rồi, nó không phải bị tụt hậu nữa, xin lỗi, nó dần dần nó bị mờ nhạt anh em, tức là không ai thường hay nhắc về nó nữa, tại vì khi mà bid sụp thì dường như là nó kéo theo tất cả mọi thứ đều đổ vỡ theo luôn đó. Và đặc biệt cho đến khi mà chúng ta có một cái tuyên bố mà mình cho rằng cũng khá là rùng mình của Tim O'Reilly đó, thì ông đó là một cái, ông là cha đẻ của cái thuật ngữ web 2 anh em, thì ông nói rằng á là web 3 là một cái gì đó nó khá là bánh vẽ, và web 3 thì nói chung là ông chỉ trích rất là nhiều về web 3. Thì sau khi mà cái tuyên bố này của Tim O'Reilly được đưa ra đó, thì anh biết á, nó cũng trùng hợp với một cái giai đoạn là người ta sẽ không có để ý quá nhiều vào web 3 nữa. Thì đó là cái giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà đến cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn từ đầu tháng 3 trở đi nè anh em, là trong thời điểm hiện tại nè, thì mình cho rằng là thực sự web 3 đang trở lại anh em. Và trở lại ở đây không phải là về cái vấn đề gọi là mấy ông tuyên bố rằng là web 3 là một cái gì đó lên Twitter mấy ông đấu đá nhau, mấy ông cãi nhau nữa. Mà hành động ở đây á, tại sao bây giờ mình nói là cái giai đoạn 2 này là cái giai đoạn mà anh em nên lưu ý web 3, tại vì cái hành động ở đây là tiền thiệt anh em, tức là bây giờ họ bung tiền thiệt ra rồi, chứ họ không có phải là những cái màn mà múa vỏ miệng lên web để mà đấu đá nhau nữa, mà đây là một cuộc chơi tiền thiệt nha anh em. Và tiền thiệt nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây nè anh em. Đó, thì Katie Hall là một cái bà, mà bà này đó anh em, là bà là nằm trong top 10 nhân vật crypto của năm 2021, đứng cùng vị trí với CEO của FTX, hoặc là đứng cùng vị trí với những cái nhân vật khủng, của những cái nhân vật khủng khác trên thị trường anh em. Thì trong tuần qua đó, bà đã huy động một cái số tiền lên tới 1 tỷ rưỡi anh em. 1 tỷ rưỡi. Đó, một cái quỹ đầu tư mới 1 tỷ rưỡi này sẽ tập trung hoàn toàn vào web 3. Mà anh em biết á, là bà này á, bà không có phải là một cái nhân vật mà ớt ơ từ đâu rớt xuống đâu anh em. Bà là trong một trong những thành viên hội đồng quản trị của Coinbase và thị trường NFT hàng đầu thế giới là OpenSea. Và bà là cũng là đối tác quản lý tại quỹ A16Z nữa. Đó, mình vừa nói cho anh em đó. Tim Lott thì là một nhân vật rất cộm cán ở trong thị trường này. Mà bây giờ bà đã huy động tới được 1 tỷ rưỡi. Mà 1 tỷ rưỡi này là tập trung đầu tư vào những cái dự án của web 3. Và không chỉ quỹ của KD Venture đâu anh em. Mà trong tháng 3 đó anh em thấy được là nó đang có gần ít nhất như là 6 quỹ đầu tư. Nha, 6 quỹ đầu tư, họ đầu tư một cái số tiền cực kỳ khủng, và họ đều khẳng định một cái câu cửa miệng rằng là web 3. Đó chứ, thì anh em thấy một cái sự khác biệt mà khi mà mình chia hai giai đoạn đó cho anh em hình dung không? Trước đây là ông nào cũng web 3, nhưng mà có đổ tiền vào đâu, đổ thì đổ có tầm 100 triệu, 200 triệu thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ nó lên tới cả tỷ rồi anh em. Nó lên tới cả tỷ. Mà cái điều bất ngờ ở đây là trước đây ông nào cũng nói web 3 nhưng toàn mấy ông trong crypto chơi với nhau thôi, còn bây giờ là nó lan sang cả những cái ông mà tổ chức tài chính truyền thống nữa. Thì ở đây mình có nói với anh em, đó chính là cái quỹ Bessemer mình đưa tin vào tuần trước là 250 triệu. Rồi chúng ta có Griffin là 750 đúng không? Chúng ta có những cái ông trong ngành như là The Grab hay là Stack vân vân. Và mới nhất ngày hôm qua nữa thì chúng ta có Nexo cũng là 150. Và bây giờ chúng ta có cái quỹ KD Venture này nó tới 1 tỷ rưỡi. Thì anh em biết là web 3 sắp tới nó sẽ như thế nào không? Đúng không? Tại vì bây giờ là họ chơi tiền thật, chứ họ không có đi mà nói vỏ mồm nữa, như là những cái trend khi mà nó mới khởi đầu xu hướng nữa anh em. Thì đây cũng là một cái từ khóa mà mình cho rằng á, là anh em cũng hãy nên cân nhắc ha, nên cân nhắc vào thời điểm hiện tại. Thì theo mình dự đoán thì đây chỉ là một cái sự khởi đầu thôi. Đây chỉ là một cái sự khởi đầu thôi. Và có thể trong tháng 4, tháng 5 chúng ta sẽ có nhiều cái thương vụ raise vốn cực kỳ khổng lồ nữa. Mà chắc chắn cái từ khóa web 3 sẽ là một cái từ khóa cực kỳ hot đến cho anh em. Và bên mình cũng đã có những cái bài viết về web 3 là gì, rồi xu hướng web 3 như thế nào, thì anh em có thể lên mà trang con số 8 để mà anh em tìm thêm nha. Nếu mà mình nói hết ở đây thì nó khá là dài rồi đó anh em. Rồi, và tiếp theo nữa thì một cái tên khác mà mình muốn chia sẻ cho anh em để mà anh em có thể chú ý trong thời gian sắp tới, chính là về Avalanche. Thì Avalanche thì anh em biết là nếu mà chúng ta so sánh về những cái quỹ phát triển hệ sinh thái vào khoảng là quý 3, quý 4 thì AVAX đó, thì cũng đi theo những cái người khác thôi, thì cũng triển khai quỹ này quỹ nọ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà với cái tốc độ phát triển như bây giờ thì mình đánh giá khá là cao AVAX, khi mà trong tuần qua họ đã triển khai một cái ứng dụng ví riêng rồi, và cái ứng dụng ví này được kết nối với Bitcoin. Thì cái ví này thì cũng giống như những cái hệ sinh thái khác thôi, tức là họ sẽ tránh bị phụ thuộc vào Ethereum, họ sẽ tránh bị phụ thuộc vào ví MetaMask, cũng như là cho cái hệ sinh thái của họ trở nên đầy đủ hơn khi mà có nhiều cái dApp về ví, về sàn các kiểu ha. Thì nhưng mà anh em thấy á, cái điểm khác biệt là nếu mà so với Near, so với những cái nền tảng khác á, thì trong khoảng kể từ đầu năm nay thì chúng ta đã thấy là Near hình như là cũng
chưa có những cái gì mà nổi bật đúng không? Hoặc thậm chí chúng ta thấy Seoul cũng vậy đó, thì hoặc là thậm chí chúng ta thấy những cái nền tảng khác ha. Nhưng mà riêng về AVAX thì em thấy là sau khi mà gọi vốn ở trong năm 20, sau khi mà triển khai cái quỹ hệ sinh thái trong năm 2021 chứ, thì cho đến đầu năm 2022 AVAX cũng đã triển khai thêm một cái quỹ hệ sinh thái khác là 250 triệu đô ha, và liên tục phát triển như vậy cho đến thời điểm hiện tại. Khi mà triển khai liên tục những cái thế mạnh riêng của mình, liên tục triển khai những cái sản phẩm mới, thì mình cho rằng là cái độ linh hoạt và cái sự năng động của AVAX nó đã dần được chứng minh rồi. Và vì những cái điều đó nên là nó khiến là AVAX đang lọt vào cái tầm ngắm của mình. Và mới đây nữa thì Coinbase họ cũng đã phát triển một cái bộ giải pháp công cụ để mà có thể hỗ trợ cho các nhà phát triển AVAX nữa. Thì mình cho rằng đây cũng là một cái nền tảng mà anh em cũng nên chú ý trong thời gian sắp tới. Rồi, và một cái và nói về Seoul đi, và nói về Seoul thì cũng trong sáng ngày hôm nay chúng ta đã ghi nhận thêm một chiếc vụ hack ở trên Seoul nữa, là năm một cái vụ hack này thì nó khá là phức tạp. Thì anh em có rảnh thì anh em vào đọc cái bài này cho mình, tại vì cái bài này nó cũng khá là dài. Thì trong đây mình đã mô tả hết những cái tiến trình của cái hacker này khi mà đã hack một cái dự án này trên Seoul. Thì chung quy lại chúng ta tóm tắt vấn đề là tại sao mình lại nhắc đến Seoul, trong cái video này. Thì anh em biết á, là Seoul thì cũng đã có rất nhiều holder đang hold Seoul và tin tưởng vào Seoul. Tại vì đứng sau Seoul thì nó biết là chúng ta có sàn FTX nè, chúng ta có CEO FTX là Sam, nó hậu thuẫn rất nhiều về Seoul. Nhưng mà trong thời gian gần đây anh em có thấy là Seoul liên tục bị giống như kiểu là được quảng cáo giống như là một kẻ thay thế Ethereum đúng không? Một cái kẻ giết Ethereum. Nhưng mà gần đây thì Seoul mặc dù là có những cái mối quan hệ rất là chất lượng khác, nhưng mà xét về cái độ ổn định và cái tính bảo mật mạng lưới thì dường như là chúng ta vẫn phải đặt một cái dấu chấm hỏi khá là lớn về Seoul. Thì anh em từng để ý thì vào tháng 8, tháng 9 năm 2022 là Seoul đã từng bị một cái sự cố là đứng hình như là 18 tiếng đồng hồ blockchain không hoạt động. TVL một cái blockchain có một cái TVL mười mấy tỷ đó mà đứng hình 18 tiếng đồng hồ luôn, không hoạt động gì luôn. Rồi, mà tưởng chừng như sau vụ đó thì Seoul sẽ khắc phục được vấn đề đúng không? Nhưng mà không anh em, tiếp theo đó là hàng loạt những cái sự cố mà đứng hình khác đó, mà ngay cả CEO của Seoul á, cũng lên nói rằng là đó là một vấn đề dễ hiểu thôi, nếu mà sau này mà Seoul mà có bị những cái tình trạng như vậy thì anh em cũng đừng có bất ngờ quá nhé. Đó, thì tự nhiên nếu mà anh em đứng trên phương diện anh em là một nhà đầu tư thì anh em có thấy giật mình không? Đó, mặc dù ở đây mình đang nói về những cái khía cạnh khác chứ mình không nói về khía cạnh tăng trưởng của Seoul như thế nào ha. Đó, mình chỉ nói về những cái khía cạnh mà Seoul cần phải khắc phục thôi. Và tiếp theo đó là những cái vụ hack trên Solana nè, một cái nền tảng lending của Solana nè, rồi hack qua cả Discord nữa. Đó, hack qua cả Discord nữa. Những cái dự án NFT xây trên Seoul, trên Discord, kênh Discord cũng bị hack luôn. Rồi, và cho đến ngày hôm nay là một cái nền tảng phát hành stablecoin trên Seoul cũng bị hack luôn. Thì đó là những cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ đến anh em Seoul, để mà mình có thể mình suy nghĩ kỹ và mình tìm hiểu hơn sau về Seoul. Cũng giống như là anh em nếu mà có một cái giải pháp nào dành cho anh em dev á, thì sau này giống kiểu là Seoul ra những cái gì mà những cái dự án trên Seoul mà có xây dựng testnet đồ á, thì anh em có thể đưa thông qua ý kiến đó để mà có thể cải thiện đối với cái hệ sinh thái của Seoul, có thể cải thiện những cái dự án đó để mà anh em có thể kiếm return chẳng hạn. Và cái này không chỉ riêng mình nói đâu, thì ngay cả ông chủ ví MetaMask nữa anh em, đây ông chủ ví MetaMask, ông cũng đã có những cái lời mà phàn nàn về Seoul cũng khá là nhiều. Thì ở đây mình nói ở đây không phải là mình để chỉ trích Seoul hay gì cả, mình nói đây là mình chỉ muốn là anh em có cái nhìn hiện tại về những cái nền tảng, những cái giao thức đang cạnh tranh nhau ha, nó có những cái điểm mạnh điểm yếu gì để mà chúng ta cần nhìn nhận, chúng ta xem xét mà chúng ta đưa ra những cái quyết định nó phù hợp với bản thân mình mà thôi ha. Rồi, một cái tin cuối cùng mà mình cho rằng để kết thúc cái video khá là dài hơi này của mình đó, thì đó chính là về Cardano. Thì anh em biết là Cardano thì tuần nào thì mình cũng thấy ADA có biến riêng của mình hết em, tức là tuần nào ADA cũng có biến hết, mà những cái biến đó là những cái biến cũng khá là mắc cười. Thì đối với tuần này thì chúng ta thấy là ADA dường như là nhà sáng lập ADA đó chính là ông Charles Hutchinson, thì ông đã thừa nhận rằng là những cái tuyên bố của ông tầm 2 năm trước là nó đã sai rồi. Tức là sao? Tức là 2 năm trước ông nói là một năm sau thì ADA sẽ đón nhận hàng trăm DApp, hàng nghìn tài sản gì đó. Nhưng mà cuối cùng đến bây giờ 2 năm chúng ta không thấy nữa. Nhưng mà trong vòng 2 năm đó thì nhà sáng lập của ADA đó, ông không có thừa nhận rằng là cái tôi nói vậy là tôi nói sai, tôi tuyên bố như vậy là sai và tôi không làm được. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay á, thì nhà sáng lập ADA thì ông đã thừa nhận là ok, ông đã sai rồi. Và ông kết luận bằng một cái câu mình cho rằng nó cũng khá là hợp lý, và nó bẻ lái khá là khéo đến với cộng đồng nhà đầu tư. Tức là ok, bây giờ tôi sai rồi đó, nhưng mà bây giờ hệ sinh thái của ADA vẫn đang phát triển, TVL chúng tôi vẫn có, và nhất là cái bản Hard Fork Brazil diễn ra vào tháng 6 như mình đã đưa tin ở trong tuần trước cho anh em đó. Và bây giờ ADA đi theo một cái phương châm gì đó, anh em thấy cái cụm từ không? Slow and steady nè,
đó chính là chậm mà chắc à, chứ không có phải là ồ ồ ào nữa để rồi làm không được đó. Nhưng mà kỳ lạ thay anh em, khi mà tự nhiên bây giờ Ada thừa nhận rằng là ok chúng tôi sai rồi, chúng tôi hô mưa gọi gió nó không có còn hiệu nghiệm nữa và chúng tôi thừa nhận cái đó là chúng tôi không làm được đó, thì tự nhiên bây giờ giá Ada anh em đó bây giờ thì nó đã giảm rồi, nhưng mà ngày hôm qua anh em thấy giá Ada nó tăng khiếp luôn, nó tăng đến gần như là 2 chữ số luôn, gần 20% một ngày đó anh em đó. Và cũng trong ngày hôm qua luôn, khi mà tự nhiên cái tin mà ông Charles Hutchinson ông thừa nhận một cái, thì tự nhiên bất ngờ là Coinbase anh em cũng mở ra một cái sản phẩm staking dành cho Ada luôn. Và tự nhiên là trong tuần này thì cái quỹ đầu tư tiền mã hóa lớn nhất thế giới anh em, cái quỹ Rayscale đó, thì bên đó họ cũng đã mở ra một cái quỹ đầu tư mới dành cho những cái đồng coin mà có tiềm năng thay thế Ethereum. Thì anh em biết là trong cái quỹ đó thì cái ông nào chiếm tỷ trọng đầu tư lớn nhất của Rayscale không? Đó chính là Ada anh em, mình nhớ không nhầm là 24.8%, hơn cả Polkadot, hơn cả những cái ông còn lại luôn. Thì tự nhiên bây giờ mình nói vui rằng là tự nhiên bây giờ Ada thừa nhận lỗi sai của mình, thì giống kiểu là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tự nhiên thừa nhận sai một cái là tất cả những cái hào quang, tất cả những cái điều may mắn đó lập tức nó đến với Ada vậy. Đó thì cái đó chỉ là vui thôi. Ok, vậy là cái video tuần này của mình đã hết rồi, và mình cho là nó cũng khá là dài rồi, nên mình sẽ xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tuần sau ha. Bye bye.